Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 49, sau khi Mục Trần lấy được Bạch Long Linh Châu thì Bạch Hiên xuất hiện, phó mồm một hồi, Bạch Hiên rốt cuộc cũng lấy ra thực lực chân chính. Tiếp theo, sau một hồi lời qua tiếng lại, Bạch Hiên giận dữ gầm lên. Trên tay, cây thương đột nhiên biến đổi, một chiêu huyết hải vệ linh thương tung ra. Thế vậy, trong thủy linh châu trong tay Tô Huyên cũng phát sáng lấp lánh, sóng nước xanh thẳm liền bao phủ lấy nàng và Mục Trần ở bên trong. Đối diện với nó, Bạch Hiên cười nhẹ, thanh âm vang lên nói, chỉ bằng các người mà cũng đòi cản ta sao? Dứt lời, cầm trường thương trong tay, hắn ta đánh thẳng về phía Tô Huyên phá tan trong thủy linh châu, khiến bọt nước bay tung tóe. Sau đó, trường thương cứ thế lao tới đâm vào cổ họng Tô Huyên, muốn lấy mạng nàng. Trong một thoáng nguy hiểm, đoạn đao trong tay Mục Trần rất may vừa kịp lao tới đỡ hộ Tô Huyên một đòn này. Thế nhưng cũng vì vậy, cả hai đều bị thương nặng. Lúc này, Bạch Hiên nhìn về phía đám người Mục Trần quát lớn nói, tiểu tử, thành thật đem thứ kia giao cho ta sẽ tha cho ngươi con được sống. Nghe vậy, bàn tay siết chặt, xâm la tử ấn trong tay Mục Trần chuẩn bị lao ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, một trận rung động diễn ra. Sau đó, cột đá kia bất chợt xuất hiện dị động. Thấy vậy, Mục Trần lắp bắp nói, cột đá ma màu đen này rốt cuộc định làm cái gì? Không kịp để Mục Trần suy nghĩ, cột đá kia đã liền kéo anh ấy về phía nó và ra Mục Trần ở bên trong, từng ký tự cổ cũng liền sáng lên. Nhìn nó, Mục Trần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất ngờ khi những ký tự kia chuyển động, Mục Trần mơ hồ cảm giác được một luồng xoáy đỏ sậm xuất hiện. Ở trung tâm của nó có một thứ gì đó lao ra, thâm nhập vào mi tâm chính mình. Sau đó, luồng xoáy đem theo cột đá kia liền xuất hiện bên trong khí hải của Mục Trần. Thế, cửu u tước cũng liền lao lên chống đỡ. Vừa chống đỡ, nàng liền thúc giục Mục Trần mau sử dụng đóa hoa trong thức hải hóa giải thứ kia. Nghe vậy, Mục Trần cũng liền làm theo. Còn cửu u tước, thanh âm nàng gấp gáp vang lên nói, người mau lên, ta sắp không cản được nữa rồi. Nghe vậy, Mục Trần liền cố gắng rót linh lực vào đóa hoa kia. Nhất thời, khi linh lực đi vào, một vụ nổ mang theo sóng vàng ầm ầm bạo phát. Từ sâu trong đóa hoa kia, những chiếc tơ dài liền phóng ra bao phủ lấy trụ đá và cuốn chặt lấy nó, không cho trụ đá tấn công thức hải của Mục Trần. Ở bên ngoài, những dòng khí đỏ đen không ngừng đi sâu vào trong mi tâm Mục Trần, ra trì cho cây cột kia, khiến cơ thể Mục Trần bị bao phủ bởi dòng khí đen cực kỳ hung lệ. Thấy vậy, ở phía sau, mọi người hô lớn nói, Mục Trần, ngươi không sao chứ? Dứt lời, mọi người cũng liền chạy về phía Mục Trần thì bất chợt, một vụ nổ ầm ầm bạo phát hất bay tất cả về phía sau. Phía xa, nhìn luôn năng lượng kia, Bạch Hiên cũng không dám lại gần mà lặng yên quan sát. Còn Mục Trần, sau vụ nổ lớn, anh ấy yếu ớt liền ngã xuống. Thế, mọi người cũng liền lập tức chạy lại đỡ lấy anh ấy. Đồng thời, thanh âm Tô Huyên vang lên nói, đi mau, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. Dứt lời, Tô Huyên cùng Quách Hung và An Nhiên công kích tên tay, đồng thời lao ra đánh thẳng về phía Bạch Hiên. Còn Tô Linh Nhi, ôm lấy thân thể Mục Trần, cô nàng cũng liền chạy nhanh về phía trước, thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Thế vậy, trường thương vung ra, Bạch Hiên cũng liền mạnh mẽ phá tan và đạo công kích đang ầm ầm lao tới. Sau đó, hắn ta liền lao về phía ba người Tô Huyên liên tục đánh tới. Chỉ trong tích tắc, cả ba người đã bị hắn ta đánh cho thương nặng. Lúc này, Tô Huyên trên mặt đã chẳng chỉ vết thương, nàng quyết định sẽ liều mạng. Nhất thời, lấy cơ thể nàng làm trung tâm, trọng thủy linh châu cũng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quả cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, trong tay Bạch Hiên, trường thương cũng ngưng tụ một luồng khí màu tím đen, mau chóng lao về phía trước. Đối diện với nó, quả cầu kia đột nhiên hóa thành những đợt sóng biển khổng lồ nhấp nhô xuất hiện ập về phía trước. Trong khoảnh khắc những đợt sóng khổng lồ lao tới ngập Bạch Hiên, nó cũng liền bị trường thương phá tan, khiến bọt nước bay tung tóe. Sau đó, trường thương cũng liền lao thẳng về phía Tô Huyên và phóng tới muốn lấy mạng cô ấy. Trong khoảnh khắc bọt nước biến mất, trường thương đã ở trước cổ họng của Tô Huyên. Nhìn nàng, Bạch Hiên thanh âm vang lên nói, tiểu cô nương, nếu ngươi còn chạy tiếp, tỷ ngươi sẽ bỏ mạng trong tay ta. Nghe vậy, Tô Linh Nhi cũng liền dừng lại. Ở bên cạnh, Mục Trần liền nói nàng buông mình ra, thanh âm vang lên nói, yên tâm, sẽ không có ai trong chúng ta phải bỏ mạng. Dứt lời, Mục Trần liền xoay người lại, chậm rãi bước về phía trước, thanh âm vang lên nói, Bạch Hiên, thứ ngươi muốn đều ở trong tay ta, có bản lĩnh thì đến mà lấy đi. Dứt lời, thân thể Mục Trần cũng liền phóng thẳng về phía trước. Giờ khắc này, trên trán anh ấy xuất hiện chằng chịt tà khí màu đỏ đen đầy quỷ dị. Thế nhưng, sức mạnh của Mục Trần lại càng trở nên mạnh mẽ. Trong cơn cuồng bạo, anh ấy cùng Bạch Hiên giao chiến vô cùng ác liệt. Đến đây thì hết tập 50 Đại Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.